Đây là bài viết Một ngày thế nào, một đời thế ấy của tác giả Lily Trương. Còn mình là Khánh Linh, các bạn hãy cùng mình đọc bài viết này nhé. Một, buổi sáng mình hay chạy bộ, gặp các ông bà đang trò chuyện với nhau. Mình nở một nụ cười, cháu chào ông bà ạ. Ừ, cháu đi bộ đấy à. Mình chỉ có một thắc mắc là tại sao các bạn trẻ lại ít khi tập thể dục? Phải chăng khi tuổi già đến con người mới chú trọng và trân quý sức khỏe của mình? Phải chăng nỗi sợ phải đến cái dốc bên kia cuộc đời đã thôi thúc họ phải tập dưỡng sinh để níu giữ chút sự sống ngắn ngủi cùng con cháu? Tuổi trẻ, chúng ta nghĩ mình còn khỏe, còn dư sức để ăn chơi, để cháy hết mình. Nhưng từ cháy ở đây, mình hiểu theo một nghĩa khác. Cháy là sức sống âm ỉ, cháy bền lâu để chúng ta có thể vững vàng bước trên hành trình của sự nghiệp. Đây là sức cháy của lòng nhiệt thành, sự chăm chỉ. Nó khác với sự cháy mạnh mẽ bùng lên trong thoáng chốc của những thú vui hưởng lạc ngoài kia. Để cháy hết mình, chúng ta cần một sức khỏe tốt, giống như chiếc xe chỉ có thể chạy êm khi động cơ của nó được bơm xăng đủ đầy. Cơ thể bạn chính là cỗ máy kỳ diệu của tạo hóa. Hãy chăm chút cho bạn ấy mỗi ngày bằng một chế độ ăn dinh dưỡng và vận động hợp lý. Cơ thể bạn sẽ vô cùng biết ơn những thói quen nhỏ mà có võ này. Thức khuya, ngủ nướng, đồ ăn vặt và những mỹ từ dành cho thời sinh viên tươi đẹp mộng mơ, nhưng nó không thể giúp bạn khỏe lên, đẹp lên mỗi ngày. Bởi you are what you eat, bạn chính là những gì bạn ăn. 2. Hạnh phúc thật giản đơn là khi được trò chuyện với những người cùng tần số, là những buổi sáng mát lành đổ mồ hôi trên sân tập, là những lúc bình yên trên trang sách hay những buổi sáng tinh mơ bên chiếc bàn phím nhỏ. Với mình, viết đã trở thành một phần của cuộc sống. Có những lúc mình dạt dào ý tưởng, cũng có lúc mình tìm mãi không ra. Viết giống như là hành trình yêu thương ai đó, có đắng cay, có ngọt bùi. Nhưng sau tất cả, mình hạnh phúc với công việc mình đang làm. Bởi mình biết rằng vẫn sẽ có ai đó đang ngồi đây đọc những dòng chữ này để sống tốt hơn, mỉm cười nhiều hơn. Với mình, đó là hạnh phúc. 3. Sau một ngày dài, dù mệt đến mấy, mình vẫn cố gắng đọc một chương sách. Một ngày không đọc khiến mình cảm giác như là mình bị bỏ bữa, bị đói. Mà đói thì lại phải ăn, phải cho não ăn. 4. Ngoài đọc sách, mình còn nghe podcast để tối ưu hóa thời gian học hỏi. Mình có một chiếc máy nghe nhạc MP3 cũ của Sony chuyên dùng để lưu các bản audio mà lúc nào mình cũng có thể nghe được. Một số trang mình hay nghe đó là TED Talks, The Present Writer, Draw Your Brain, Spy Room. Nghe audio khiến mình có cảm giác như là được trò chuyện với một người bạn, được lắng nghe những chia sẻ chân thành và sâu sắc. Nếu được lựa chọn giữa xem truyền hình và nghe podcast, mình tin rằng lắng nghe sẽ giúp mình nuôi dưỡng được chiều sâu và thấu hiểu vấn đề một cách đa diện hơn. 5. Để duy trì sự tập trung, mình thường cân bằng giữa giờ học, giờ làm bằng cách đan xen giờ nghỉ để nghe nhạc hoặc audio. Nếu ở nhà, mình sẽ chơi đàn để thư giãn. Theo các nhà nghiên cứu, chúng ta không có khả năng tập trung liên tục trong một khoảng thời gian dài. Nên hãy đan xen những giờ giải lao và học tập để khiến cơ thể thoải mái hơn. Mình hay sử dụng phương pháp Pomodoro. Cứ 25 phút học, mình sẽ nghỉ 5 phút. Sau 2 tiếng, sẽ nghỉ 15 phút để não bộ sạc lại năng lượng. Mình sẽ để link của cuốn sách về phương pháp này để bạn nào quan tâm có thể tìm đọc nhé. Những chia sẻ trên đây là câu chuyện trải nghiệm của cá nhân mình, không đồng nghĩa với việc những phương pháp mình chia sẻ sẽ đều phù hợp với bạn. Mình tin rằng mục đích của việc rèn luyện những thói quen tích cực chính là để giúp ta sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, biết ơn hiện tại và nâng niu những gì mình đang có. Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ với mình. Chúc bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Peace! PS, bạn có những thói quen tích cực nào đã và đang rèn luyện? Bạn muốn bản thân trong tương lai rèn luyện thêm thói quen nào? Hãy chia sẻ với mình ở dưới phần bình luận nhé! Tham khảo 1. Sách Pomodoro, tuyệt chiêu quản trị thời gian của Francesco Cirillo. 2. Sách Những người thành công nhất làm gì trước bữa sáng của Laura Vanderkam. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé.
Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Còn mình là Khánh Linh. Bye!